Con này là con cối nhôm khối xưa của Mỹ, độc lắm nha mấy anh. Cối mà có chắn gió ha, không sợ gió. Đó, không sợ gió, càng gió lửa càng lớn. Và đặc biệt là nó giống như tự động vậy, cố nhưng mà nó giống tự động vậy. Mình bật là nó tự nhả nắp, tự tự nhả nắp, tự lên lửa luôn. Đó, mình bật là tự nhả nắp, tự lên lửa, rất là nhạy lửa ha. Nó giống tự động vậy đó, rất là hay, rất là độc. Mọc của nó dưới đít nè. Mà tình trạng con này cũng còn rất là đẹp. Đó, mọc dưới đít. Rất là độc. Manh để trên bàn, bạn manh không biết thì nó có bật lửa luôn. Rất là độc ha. Đó, tình trạng lành tích luôn, tình trạng rất là đẹp ha. Bật là nó tự nhảy nắp, tự lên lửa. Rất là độc ha. Càng gió lửa càng lớn. Rất là thích. Độc lắm luôn á.